Hello hello, xin chào tất cả các bác đến video tiếp theo của Chí Công chuyên hàng Nhật Mỹ Đức. Thì hôm nay em về rất nhiều mặt hàng mới, em sẽ lên báo giá cũng như là chốt đơn cho bác như dây điện nguồn bên em về rất nhiều này. Em sẽ lên mã cho các bác từng mã một. Thì các bác muốn mua hàng thì liên hệ đến em, có số điện thoại của em là 0967 0967 128 399, cũng như Zalo số này của em để em tư vấn cũng như chốt đơn cho các bác. Thì cách mua hàng của bên em thì hóa đơn trên 400k sẽ được miễn phí ship. Đồng thời các bác được nhận hàng kiểm tra thanh toán. Những mặt hàng nào mà em báo ship thì em sẽ bao ship cho các bác. Giờ em sẽ vào sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên là cái sản phẩm dây điện bã Nhật này. Dây điện bã Nhật thì em đã lên từng mã một, em sẽ lên báo giá luôn cho các bác. Dây điện bã Nhật này thì đầu tiên, sản phẩm đầu tiên em sẽ lên mã là 11. 11 thì con này nó sẽ có một công tắc và 6 ổ cắm, 6 ổ cắm cho các bác sử dụng. Đây của Nhật này. Thì dây của nó rất là to, dây to chắc chắn cho các bác cắm lẩu, cắm điện, cắm tất cả các thứ đều được này. Dây rất là to chắc chắn này. Thì em sẽ báo giá luôn cho bác. Các bác lên mã cho em là mã dây điện 11. Dây điện 11 thì sẽ là 240k. Cho một sản phẩm mã dây điện 11 thì sẽ có một công tắc và 6 ổ cắm cho bác sử dụng. Ổ cắm hai chân, ổ cắm ba chân đều có cho bác sử dụng này. Rất là tiện lợi này. Thì các bác lên mã cho em là mã 11 thì sẽ là 240k cho một sản phẩm. Tiếp tục với cái sản phẩm đây, dây điện rất là to này. Dây điện rất là to. 2.5, dây điện này 2.5 cho bác sử dụng, rất là to và sẽ có 4 ổ cắm và con này nó sẽ không có công tắc nhưng mà nó sẽ có 4 ổ cắm và dây điện rất là to. Đây rất là to và chắc chắn cho bác sử dụng. Thì các bác lên mã cho em là 30, mã 30 thì sẽ là 250k cho một cái sản phẩm mã 30 này, dây điện rất là to. 4 ổ cắm và dây điện to cho bác sử dụng. Thì sẽ là 250k cho một mã 30 này của Nhật này. Đó. Tiếp tục là cái sản phẩm mã 5 này, mã số 05, 240k. Thì con này của nó cũng sẽ là có một công tắc này, một công tắc và 6 ổ cắm, một công tắc chính và 6 ổ cắm cho bác sử dụng. Đấy. Dây rất là dài đây, dây rất là dài. Thì các bác lên mã cho em là mã số 05 thì sẽ là 240k cho một sản phẩm dây số mã số 05 này, mã số 05, 240k. Tiếp tục là mã số 6 thì sẽ là 6 ổ cắm và cũng là một công tắc, 6 ổ cắm và một công tắc cho bác sử dụng. Dây điện rất là to đây. Đấy. Dây rất là mới nhá, dây là mới cho các bác về cắm lẩu, cắm nước đều được này. Thì các bác lên mã cho em là mã số 06 thì sẽ là 230k cho một sản phẩm mã số 06 thì sẽ có một công tắc và 6 ổ cắm cho bác sử dụng. Rất là tiện lợi cho bác cắm làm dây điện nguồn này. Dây điện tổng cắm nhiều lỗ này. Đấy thì sẽ là mã số 06 nhá. Thì sẽ là 230k cho một sản phẩm mã số 06. Tiếp tục là cái sản phẩm mã số 09 thì con này nó sẽ có 4 ổ cắm, ổ cắm 2 đều được, cắm 3 đều được. Thì sẽ có một công tắc đấy, 4 ổ cắm và một công tắc, mã số 09, dây điện rất là dài. Đây. Dây điện rất là dài chắc chắn cho bác sử dụng. Thì các bác lên mã cho em là mã số 09 thì sẽ là 220k cho một sản phẩm mã số 09 này. 220k mã số 09 thì 220k này. Tiếp tục là cái sản phẩm mã số 27, con này rất là dài. Đây. 2 4 6 7. 7 lỗ cắm và một công tắc. Con này rất là dài. Đấy. 7 lỗ cắm mà con này nó có thể khóa được nhá. Các bác cắm này, các bác xoay và các bác khóa được. Đây thì em sẽ cắm test cho các bác xem. Đây cắm rồi. Xong các bác khóa vào là nó sẽ không rút ra được. Rất là tiện lợi cho con em mình. Như các bác cắm mà sẽ không sợ con em mình còn nhỏ các rút ra sợ giật ấy. Thì các bác sẽ khóa vào được. Nó rất là chắc chắn này. Đấy. Rất là chắc chắn. Đây em đã mở khóa không? Cho các bác sử dụng. Thì con này nó sẽ có 7 ổ cắm và một công tắc. Dây điện rất là dài đây. Đây này rất là dài. Cho các bác sử dụng. Thì các bác lên mã cho em là mã số 27 thì sẽ là 260k cho một sản phẩm mã số 27. Tiếp tục này. Còn mấy mã nữa em sẽ lên nốt cho các bác. Thì mã tiếp theo là cái mã số 08 này. Mã số 08
thì con này của nó cũng sẽ có 6 công tắc, 6 ổ cắm và một công tắc, 6 ổ cắm và một công tắc này, 6 ổ cắm và một công tắc. Cho bác sử dụng dây rất là mới, này rất là mới. Thì các bác lên mã cho là mã số 08 thì sẽ là 240k, 240k cho một sản phẩm mã số 08. Một đèn báo này, một đèn báo, một công tắc và 6 ổ cắm. Rất là tiện lợi này. Thì các bác lên mã cho em là mã số 08. Mã số 08 thì sẽ là 240k cho một sản phẩm mã số 08 này. Tiếp tục là cái sản phẩm mã số 21. Mã số 21 này, màu đen này, huyền bí này. Thì sẽ có 2 4 6 6 ổ cắm này, một đèn báo và một công tắc. Đấy, 6 ổ cắm, một đèn báo, một công tắc. Rất là giòn. Thì các bác lên mã cho em là mã số 21. Made in Japan này, các bác nhìn chưa? Rõ Made in Japan này, Nhật chuẩn luôn các bác nhá. Thì cái công tắc của nó rất là giòn đấy, kêu tạch 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 luôn. Thì sẽ có 6 ổ cắm, 6 ổ cắm và một công tắc, một đèn báo cho bác sử dụng. Thì các bác lên mã cho em là mã 21. Mã 21 thì sẽ là 230k. 230k cho một sản phẩm mã 21 này. 230k cho một sản phẩm mã 21. Có nhanh tay được hàng này. Tiếp tục còn mã cuối cùng lên nốt cho các bác này. Mã cuối cùng lên nốt cho các bác là 22. Mã 22 thì sẽ là 230k. Thì con này nó của nó sẽ có đây rất là tiện lợi các bác nhìn rõ. Đầu tiên là nó sẽ có 3 ổ cắm, 3 ổ cắm dẹt, 3 ổ cắm dẹt. Và 3 ổ cắm các bác có thể khóa được. Đây nó có ký hiệu khóa. Có quay về là ngày là nó sẽ tự khóa rồi. Đây em sẽ test luôn cắm cho các bác xem. Thì đây các bác cắm vào đúng không? Các bác khóa hơi chặt. Đấy các bác khóa vào thì nó sẽ không rút ra được. Thì các bác lên mã cho em là mã số 22. 22 thì con này nó sẽ có 6 ổ cắm này, một công tắc này, một công tắc bằng thân này. Đấy, của thương hiệu Nhật Bản này. Thì các bác lên mã cho em là mã số 22. Dây điện rất là chắc chắn, là dây rất là đẹp. Vậy mã là mã 22. 22 sẽ là 230k. 230k cho một sản phẩm mã số 22 này. Tiếp tục bên em lại còn ít dây bãi này, dây điện bãi nguồn này, dây nguồn này. Thì các bác đây em sẽ bán nốt cho các bác rất là dài, đây 5-6 mét đều có. Thì các bác lên mã cho em là dây điện nguồn thì sẽ là 80k. 80k cho một sản phẩm dây điện nguồn này. Đấy, dây điện nguồn thì sẽ là 80k cho một sản phẩm dây điện nguồn. Tiếp tục là cái sản phẩm môi múc canh. Môi múc canh của Đức này. Đấy, em về rất là nhiều cho bác sử dụng. Thì các bác lên mã cho em là môi múc canh của Đức, của thương hiệu Weiling này, Made in Germany này, thương hiệu Weiling. Con này rất là chất này, inox này, inox chống rỉ này, inox 304 này. Đấy, rất là bóng lộn này. Cho các bác về sử dụng múc canh, múc cơm này, múc canh này. Thì các bác lên mã cho em là môi múc canh của Đức, thương hiệu Weiling này, thì sẽ là 90k. 90k cho một sản phẩm môi múc canh của Đức này. Tiếp tục là cái sản phẩm muỗng. Bên ở Bắc em thì sẽ gọi là thìa, nhưng mà ở bên trong Nam thì sẽ gọi là muỗng. Thì bác lên mã cho em là cái sản phẩm muỗng này. Đấy, rất là sâu cho các bác xúc canh, xúc cháo, xúc cơm mà đều được. Thì các bác lên mã cho em là muỗng của Đức. Đây, Made in Germany, thương hiệu Weiling này. Đấy, thương hiệu Weiling. Inox 304. Inox 304. Inox 304 này. Thì sẽ là 40k. 40k cho một sản phẩm muỗng, muỗng ăn cơm, muỗng ăn cơm. Bác lên mã cho em là muỗng ăn cơm thì sẽ là 40k. 40k cho một sản phẩm muỗng. Tiếp tục là cái sản phẩm con dao gọt rau quả, con dao gọt rau quả, dao gọt rau quả của thương hiệu Gombo. Thương hiệu Gombo, đây em sẽ bóc ra cho các xem. Dao gọt rau quả của thương hiệu Gombo. Dao gọt rau quả của thương hiệu Gombo này. Đấy, bên trên thì nó sẽ có lỗ để cho các bác cầm gọt rất là chắc chắn này. Đấy, gọt rau quả rất là tốt này, con này rất là sắc, của thương hiệu Gombo này. Thì em sẽ báo giá luôn cho các bác, cái dao này là sẽ bán là 90k. 90k cho một sản phẩm rau gọt rau quả của thương hiệu Gombo Made in Japan này. Đấy, Made in Japan này. Thì sẽ là 90k cho một sản phẩm rau gọt rau quả. Các bác nhanh tay đặt hàng. 90k cho một sản phẩm rau gọt rau quả. Tiếp tục là cái sản phẩm kéo cắt gà của Nhật. Kéo cắt gà của Nhật thì hôm nay em sẽ báo giá và bao ship cho các bác. Thì các bác lên mã cho em là kéo cắt gà của Nhật. Kéo gà của Nhật em đang bán là 250 đây. Hôm nay em sẽ giảm giá. Giảm giá cho bác kéo cắt gà của Nhật sẽ là 230k. Và em sẽ bao ship luôn cho các bác này. Sẽ bao ship luôn cho các bác. Thì các bác lên mã em là kéo cắt gà của Nhật. Kéo gà của Nhật thì sẽ là 230k bao ship. Con này của nó thì sẽ có chức năng là cắt gà, cắt vịt này. Các bác có thể cắt được con 3 đến 4 cân. Đều cắt ngon lành, ngon lành cành đào.
Thì các bác ngoài ra thì nó sẽ chức năng đánh vảy cá. Đây, cái lưỡi của nó sẽ đánh vảy cá này. Các bác rất là tiện lợi. Đánh vảy cá và bên trong này nó sẽ có cái chức năng kẹp ghẹ này. Đấy, một con kéo mà có thể đánh vảy cá, cắt cắt gà, cắt vịt, đánh, kẹp ghẹ, kẹp cua, này, kẹp hải sản cho các bác sử dụng này. Đấy, thì các bác lên mã cho em là kéo cắt gà của Nhật. Kéo cắt gà của Nhật thì sẽ là 230k. 230k cho một sản phẩm và em sẽ tiếp tục bao ship này. Hôm nay em sẽ bao ship cho các bác. Thì các bác lên mã cho em là kéo cắt gà của Nhật 230k bao ship. Tiếp tục là cái sản phẩm khóa khóa Đồng Đức này, khóa Đồng Đức này, của thương hiệu Made in Germany này, của thương hiệu Made in Germany này, khóa Đồng Đức này. Thì các bác lên mã cho em là khóa Đồng Đức của Made in Germany này, khóa Đồng Đức. Thì con này của nó sẽ có chức năng chống trộm. Chống trộm này, chống trộm, chống bẻ khóa này. Đấy, rất là chắc chắn, rất là chắc chắn. Cho bác sử dụng Made in Germany này, các bác nhìn rõ Made in Germany này, khóa Đồng Đức này. Đấy, rất là chắc chắn cho bác sử dụng. Nó sẽ chống trộm và chống bẻ trộm cho các bác sử dụng để khóa cửa, khóa cổng đều được, rất là tiện lợi này. Thì các bác lên mã cho em là khóa Đồng Đức. Khóa Đồng Đức thì nó sẽ có tặng kèm cho mình 4 chìa, đi kèm thêm một cái ổ khóa Đồng Đức này, sẽ có 4 chìa này, cho bác thoải mái sử dụng. Mà các bác có thể đưa cho mỗi người trong gia đình mình cầm một cái này, rất là tiện lợi này. Đấy, thì các bác lên mã cho em là khóa Đồng Đức. Khóa Đồng Đức của thương hiệu Made in Germany này, khóa Đồng Đức này, Made in Germany này. Đấy, thì các bác lên mã em là khóa Đồng Đức thì em sẽ báo giá luôn cho các bác. Cái khóa Đồng Đức này thì bên em đang bán là 250k. 250k cho một sản phẩm khóa Đồng Đức này. Và em sẽ bao ship luôn cho các bác. Các lên mã em là khóa Đồng Đức thì em sẽ bao ship này, 250k cho một sản phẩm và tiếp tục bao ship cho các bác này. Tiếp tục là cái sản phẩm của dao chặt C9 này, dao chặt C9 này. Em còn đúng một con này, lên mã nốt cho bác, hôm nay em lên thanh lý cho các bác luôn này. Con dao chặt C9 của Nhật này, Made in Japan này. Thì con này của nó nặng sẽ là nặng 1 cân, 1 cân cho bác chặt xương bò, xương lợn đều cân hết nha, đều cân hết. Thì các bác lên mã em là dao chặt C9, dao chặt C9 thì em sẽ báo giá luôn cho các bác. Dao chặt C9 này sẽ là 350k, 350k cho một sản phẩm và em sẽ bao ship, em sẽ bao ship luôn cho các bác, sẽ bao ship luôn. Các bác lên mã em là dao chặt C9 thì sẽ là 350k, 350k cho một sản phẩm dao chặt C9 và sẽ được bao ship. Đây, ốp gỗ hai bên này, ốp gỗ hai bên cho các bác sử dụng chặt rất là đầm tay, rất là đầm tay, nặng 1 cân cho các bác sử dụng để chặt gà, chặt vịt, chặt xương lợn, xương bò đều cân hết nhé. Thì các bác lên mã cho em là dao chặt C9 của Nhật, Made in Japan này, Made in Japan, dao chặt C9 của Nhật. Bên trên nó sẽ có nhám, nhám chống rỉ, chống dính này cho các bác sử dụng. Đấy, rất là tiện lợi, rất là chất. Các bác cầm con dao này rất là đầm tay. Thì các bác lên mã cho em là dao chặt C9 thì sẽ là 350k cho một sản phẩm và em sẽ bao ship. Các bác lên mã em là dao chặt C9 thì sẽ là 350k. 350k cho một sản phẩm và sẽ bao ship cho các bác. Tiếp tục là cái sản phẩm cục thả tẩy rửa bồn cầu này, cục tẩy rửa bồn cầu này của Trung à, của Nhật này, cục tẩy rửa bồn cầu của Nhật này. Đấy, thì sẽ có một cái cục này cho các bác sử dụng để bỏ vào bồn vệ sinh nhà mình này, thì sẽ làm sạch khử mùi này và tẩy rửa vệ sinh này, rất là tiện lợi. Có cái cục này thì các bác chỉ cần bóc cái này ra cho em rồi các bác bỏ vào cái cục nhà mình là các bác có thể sử dụng được, rất là sạch sẽ cho nhà vệ sinh của mình. Thì các bác lên mã cho em là cục tẩy rửa vệ sinh thì con này của nó sẽ sử dụng được 5 đến 6 tháng ấy. Rất là tiện lợi và rất là rẻ luôn. Thì em sẽ báo giá luôn cho các bác cái cục tẩy rửa vệ sinh này thì sẽ là 100k, 100k cho một sản phẩm cục tẩy rửa vệ sinh này, sẽ làm sạch này, làm mùi thơm này, và sẽ là diệt vi khuẩn này, rất là tiện lợi. Thì các bác lên mã cho em là cục tẩy rửa vệ sinh thì sẽ là 100k, 100k cho một sản phẩm. Tiếp tục là cái sản phẩm đèn pin móc khóa. Đèn pin móc khóa đây em còn rất nhiều, lên mã cho các bác đèn pin móc khóa. Con này rất là sáng, của Made in Japan này, của Nhật này, rất là sáng. Đây em sẽ bật lên cho các bác xem. Đấy, các bác nhìn rất là chói à, rất sáng luôn. Bên ban ngày mà nó đã sáng như này thì các bác tối thì nó sẽ sáng như nào. Đấy, bé nhưng mà có võ. Các bác lên mã cho em là đèn pin móc khóa. Đèn pin móc khóa rất là sáng luôn. Đèn led này, đèn led này, rất là sáng. Ngoài ra thì có chức năng bật bia này. Đấy, bật bia cho bác sử dụng. Ngoài ra bọn em sẽ tặng kèm cho mình một cái dây sạc cho bác sử dụng để sạc. Thì các bác chỉ cần bỏ cái nút này ra. Đây, các bác sẽ cậy cái nút này ra thì các bác sẽ có thể sạc này. Các bác cắm cái này vào, xong rồi cắm cái đầu này vào ổ điện thoại nhà mình này, là các bác có thể sạc được. Thì các bác lên mã cho em là đèn pin móc khóa của Made in Japan, của Nhật. Thì em sẽ báo giá luôn. Hôm nay em giảm giá cho các bác cái đèn pin móc khóa này. Bên em đang bán là 140, và em sẽ giảm giá cho các bác là 120k. Và tiếp tục vẫn bao ship cho các bác này.
thì bác lên mã xem là đèn pin móc khóa của Nhật thì sẽ là 120k và em sẽ bao ship luôn cho các bác. Đấy, bên em tiếp tục là cái sản phẩm đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm. Các bác bên em bán rất chạy cái sản phẩm này mà bên em lại về tiếp tục rất là mới, về tiếp tục cho các bác sử dụng này. Thì các bác lên mã cho em là đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm, đây Made in Japan của Nhật đây, thương hiệu Made in Japan này, đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm. Thì con này các bác về các bác có thể bắt vào tường này, đấy các bác bắt vào tường này, có hai cái lỗ cho các bác về xoáy ốc bắt vào tường này. Thì con này chức năng của nó thì sẽ ban tối, ban ngày, à ban đêm ấy. Cứ tối rồi là các bác đi qua, các bác đi qua thì nó sẽ sáng và không, nói chung là hình là cái vật thể chuyển động, có vật thể chuyển động là cái này nó sẽ sáng, các bác lắp bóng điện nhà mình vào đây, bác sẽ không cần bật mở công tắc mà nó vẫn sẽ tự sáng, rất là tiện lợi, có thể chống trộm được cho các bác này, chống trộm các bác này. Thì các bác lên mã cho em là đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm, đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm, đây cái này là cái cảm biến của nó này. Các bác lên mã cho em là đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm thì sẽ là 100k trong một sản phẩm đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm này, 100k này, trong một sản phẩm. Tiếp tục là cái sản phẩm ổ cắm U1 của Made in Japan, ổ cắm U1 của Nhật này, ổ cắm U1 của Nhật rất là tiện lợi cho các bác sử dụng công việc đi chơi đi bời, rất là gọn nhẹ cho các bác mang đi. Thì con này nó sẽ có một ổ cắm này, một ổ cắm và hai lỗ USB, hai củ USB và một đèn báo này cho các bác sử dụng này, đấy rất là tiện lợi cho các bác mang đi cắm sạc điện thoại, sạc máy tính này đều được, rất là phù hợp với công việc của mình, các bác mang đi mang lại rất là tiện lợi, rất là nhỏ nhẹ cho bác mang đi chơi đi bời, đi chơi này, đi du lịch này, hoặc là đi công tác này, rất là tiện lợi cho bác sử dụng. Thì các bác lên mã trong là ổ cắm U1 của Nhật, ổ cắm U1 của Nhật thì em sẽ báo giá luôn cho các bác. Thì ổ cắm U1 này thì sẽ là 130k trong một sản phẩm ổ cắm U1 của Nhật, 130k rất là rẻ. Hai ổ cắm USB cho các bác sạc điện thoại, sạc máy tính, sạc tai nghe, đấy rất là tiện lợi. Thì các bác lên mã trong là ổ cắm U1 thì sẽ là 130k cho một sản phẩm ổ cắm U1 này. Tiếp tục là cái bút thử điện thông minh, bút thử điện chống bút thông mạch này, lên mã các bác là bút thông mạch của Nhật, bút thông mạch của Nhật. Thì con này của nó rất là tốt, sử dụng để thử điện rất là tốt, đấy em đang thấy là nó sáng này, các bác có thể thông mạch này, các bác có thể đo soi được dây điện đứt này, đấy rất là tiện lợi cho bác sử dụng để thử điện. Con lên mã cho em là bút thông mạch của Nhật thì em sẽ báo giá luôn cho các bác. Cái bút thông mạch này bên em đang bán cho các bác là 120k cho một sản phẩm bút thông mạch này, 120k bác các nhanh tay rồi. Thì các bác lên mã cho em là bút thông mạch thì sẽ là 120k cho một sản phẩm bút thông mạch. Hai bên em lại về rất nhiều cái ổ cắm 5 chân này, ổ cắm 5 lỗ cho bác sử dụng này, ổ cắm cao su non chống va đập, các bác đập thoải mái cho em nó cũng sẽ không bị vỡ. Thì sẽ có 5 lỗ cho bác sử dụng để cắm này, rất là tiện lợi này, nhỏ nhưng mà có thể 5 lỗ cho bác sử dụng này. Thì các bác có thể về lắp vào dây điện nhà mình sử dụng ổ cắm 5 chân này, rất là tiện lợi này. Đấy. Thì các bác lên mã trong là ổ cắm 5 chân. Thì con này nó sẽ không có đèn báo nhưng mà giá của nó thì rất là hợp lý này. Ổ cắm 5 chân cao su non chống va đập. Thì các bác lên mã cho em là ổ cắm 5 chân thì em sẽ báo giá luôn cho các bác. Cái ổ cắm 5 chân này thì sẽ là 50k cho một sản phẩm ổ cắm 5 chân này của Mitsubishi của Nhật này. Đấy, thì các bác lên mã em là ổ cắm 5 chân. Ổ cắm 5 chân thì sẽ là 50k cho một sản phẩm ổ cắm 5 chân này, cao su non chống va đập này. Tiếp tục là cái sản phẩm ổ cắm 3 chân. Ổ cắm 3 chân thì con này cũng là ổ cắm 3 chân này. Thì con này của nó sẽ có đèn báo, nó sẽ có đèn báo cho các bác sử dụng. Nó sẽ có đèn báo cho các bác về lắp. Đây các bác chỉ cần tháo ra, các bác lắp dây điện cho mình vào, các bác sử dụng ổ cắm 3 chân. Mà lên mã trong là ổ cắm 3 chân thì sẽ là đồng giá với sản phẩm ổ cắm 5 chân nhưng mà nó sẽ có đèn báo nữa. Thì sẽ là 50k cho một sản phẩm ổ cắm 3 chân này, các bác nhanh tay đặt hàng này. Tiếp tục là cái sản phẩm vòi đồng tăng áp, đây bên em về rất nhiều ấy. Đấy về rất nhiều cho các bác sử dụng để sử dụng này. Thì các bác lên mã cho em là cái vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp thì con này nó sẽ cho các bác tưới cây đấy, tăng áp đây này, và lắp vào ổ vòi nhà mình này, các bác tăng áp này, các bác tưới cây này, xịt này rất là mạnh. Các bác lên mã cho em là vòi đồng tăng áp, vòi đồng tăng áp của, thì các bác lên mã em vòi đồng tăng áp thì em sẽ báo giá luôn cho các bác. Cái vòi đồng tăng áp này đấy, rất là chất đồng nguyên khối này, cho các bác sử dụng vào cả gen xoáy này, đấy các kiểu cho các bác sử dụng. Thì các bác lên mã xem là vòi đồng tăng áp, vòi đồng tăng áp thì em sẽ báo giá luôn cho các bác cái sản phẩm vòi đồng tăng áp này.
thì sẽ là 50k. 50k cho một sản phẩm vòi đồng tăng áp này, các bác lên mã em vòi đồng tăng áp thì sẽ là 50k. 50k cho một sản phẩm vòi đồng tăng áp. Tiếp tục là cái sản phẩm hộp kéo tóc này, hộp kéo tóc này, kéo tóc này. Thì con này của nó sẽ có hai cây, hai cây cho các bác sử dụng hộp kéo tóc này, hai cây cho các bác sử dụng cắt tỉa tóc này, tỉa tóc và cắt tóc này. Đấy thì các bác lên mã cho là hộp kéo tóc này của Nhật, hộp kéo tóc của Nhật. Con này rất là chất cho các bác sử dụng. Đấy của Japan này, hộp kéo tóc của Nhật. Con này con kéo tỉa này thì các bác lên mã cho là hộp kéo tóc, sản phẩm hộp kéo tóc này thì em sẽ báo giá luôn cho các bác cái sản phẩm kéo tóc này thì sẽ là 200k. 200k cho một sản phẩm kéo tóc này. Thì các bác lên mã cho là đấy rất là đẹp luôn, rất là đẹp và có cái bao da cho bác đựng kéo này, rất là tiện lợi cho bác làm tóc này. Thì bác lên mã cho là hộp kéo tóc thì sẽ là 200k. 200k cho một cái sản phẩm này. Tiếp tục là cái sản phẩm Tovit V48, Tovit V48 của Made in Japan. Vít V48 của Made in Japan của thương hiệu Kabushi à. Kabushi à. Vít V48 của thương hiệu Kabushi. Thì con này của bác đây thì em sẽ mở ra cho bác xem. Đấy thì bên trong của nó sẽ có 48 chi tiết, 48 chi tiết, rất nhiều mũi vít này, mũi vít này rất là tiện lợi, mũi vít đa năng, mũi ba thị này, cho bác sử dụng để sửa đồng hồ này, kính này, máy tính, điện thoại này, iPhone này. Đấy, tất cả rất là tiện lợi cho bác sử dụng. Về đồ công nghệ thì các bác lên mã cho em là vít V48. Vít V48 của thương hiệu Kabushi này thì sẽ có 48 chi tiết cho các bác sử dụng để phù hợp với công việc của mình. Thì các bác lên mã em là vít V48 thì em sẽ báo giá luôn cho các bác cái sản phẩm vít V48 này thì sẽ là 200k. 200k cho một sản phẩm vít V48 này của Made in Japan thương hiệu Kabushi này. Đấy, các bác lên mã em là vít V48 thì sẽ là 200k. 200k cho một sản phẩm vít V48 này. 200k cho một sản phẩm vít V48. Tiếp tục là cái sản phẩm bộ vít đa năng V10. Bộ vít đa năng V10. Đấy, bộ vít đa năng V10. Thì con này của nó sẽ có một đầu để cho các bác lắp vít này. Các lắp vít này có thể xoay chiều này, xoay chiều này, có thể bẻ góc 90 độ này cho bác sử dụng này. Đấy. Rất là tiện lợi đấy cho bác sử dụng này. Đấy. Xoay đi xoay lại cho các bác lách vào những chỗ khó các bác xoáy này. Thì con này của nó sẽ có 10 đầu vít, 10 đầu vít đây em sẽ mở ra cho bác xem. 10 đầu vít ở dưới đít nhá, 10 đầu vít ở dưới đít cho các bác sử dụng. 2 4 6 8 10. 10 đầu vít cho các bác sử dụng. Rất là nhiều vít này, vít ba thị này, vít dẹt, vít bốn cạnh này cho bác sử dụng với công việc của mình. Thì các bác lên mã cho em là bộ vít V10, vít V10, vít đa năng V10 thì em sẽ báo giá luôn cho các bác cái vít đa năng V10 này thì sẽ là 220k. 220k cho một sản phẩm và em sẽ bao ship luôn cho các bác này. Các bác lên mã xem là vít V10 rất là tiện lợi gọn nhẹ này mà nhiều mũi cho bác sử dụng mình. Thì các bác lên mã xem là vít đa năng V10, vít đa năng V10 thì sẽ là 220k. 220k cho một sản phẩm và em sẽ bao ship luôn cho các bác. Thì các bác lên mã xem là vít V10 thì sẽ là 220k cho một sản phẩm và em sẽ tiếp tục bao ship cái sản phẩm này cho các bác. Tiếp tục là cái sản phẩm cưa gấp trắng đen của Nhật của Made in Japan. Cưa gấp trắng đen của Made in Japan này. Đấy thì con này rất là dài cho bác sử dụng để cưa, cưa gỗ, cưa gấp đều được này, cưa cây, cưa cành này, đều được này. Thì các bác lên mã cho là cưa gấp trắng đen thì lưỡi của nó sẽ dài 20 cm và cán của nó sẽ dài 20 cm. Tổng thể cái con thước con cưa này sẽ là 40 cm là cả lưỡi mà cả thân cho bác sử dụng có thể gập vào gập ra được này. Thì các lên mã cho em là cưa gấp trắng đen, cưa gấp trắng đen của Nhật thì em sẽ báo giá luôn cho các bác cái cưa gấp trắng đen này thì sẽ là 130k. 130k cho một sản phẩm cưa gấp trắng đen và em sẽ bao ship luôn cho các bác này. Sản phẩm em lại tiếp tục bao ship thì các bác lên mã cho em là cưa gấp trắng đen thì sẽ là 130k. 130k cho một sản phẩm và em sẽ tiếp tục bao ship cho các bác. Tiếp tục là cái sản phẩm bình xịt dầu nhớt, bình xịt dầu nhớt của Kabushi Made in Japan. Bình xịt dầu nhớt này của Kabushi Made in Japan. Các bác lên mã cho là cái bình xịt dầu nhớt này, các bác có thể xịt chất lỏng này, xịt dầu, xịt nhớt này, xịt đủ các thể loại này cho các bác sử dụng để sửa chữa này, các bác có thể lách lên bẻ cong này cho bác xịt vào những chỗ khó này, rất là tiện lợi. Bình xịt dầu nhớt thì các bác lên mã em là bình xịt dầu nhớt thì sẽ là 50k. 50k cho một sản phẩm bình xịt dầu nhớt này của Kabushi Made in Japan này. Bình xịt dầu nhớt thì các bác lên mã em là bình xịt dầu nhớt thì sẽ là 50k. 50k giá rất là hà rẻ.
50k cho một sản phẩm mình xì xèo nhớt. Tiếp tục là cái sản phẩm vòi tưới này, vòi tưới cây này đấy, bên em về rất nhiều cho bác sử dụng. Vòi tưới cây thì con này các bác có thể lắp vào để tưới cây, tưới cảnh, tưới lan này, rất là tiện lợi cho bác sử dụng. Sẽ có 4 đầu nước ra cho bác sử dụng này, tưới rất là mạnh này. Thì các bác lên mã cho em là vòi xịt tưới cây, hộp xịt tưới cây xanh. Thì các bác lên mã em vòi xịt tưới cây xanh thì em sẽ báo giá luôn cho các bác. Cái sản phẩm này sẽ là 80k cho một sản phẩm vòi xịt tưới cây, 80k cho một sản phẩm vòi xịt tưới cây này của Nhật này. Các bác lên mã em là vòi xịt tưới cây xanh của Nhật thì sẽ là 80k, rất là tiện lợi cho bác sử dụng để xịt cây, xịt cối, rất là tiện lợi. Thì các bác lên mã cho em là vòi xịt tưới cây, vòi xịt tưới cây thì sẽ là 80k cho một hộp này, 80k thì sẽ là 80k cho một sản phẩm. Tiếp tục là cái sản phẩm đây, tiếp tục là cái sản phẩm bộ tôn mini 38 chi tiết của Đức, bộ tôn mini 38 chi tiết của Đức này, 38 PSC này của Đức đây. Thì các bác lên mã em là bộ tôn mini thì con này của nó sẽ có rất nhiều đầu đây, các bác nhìn rõ nó sẽ có ký hiệu đầu ở đây cho bác để lựa chọn này, rất là tiện lợi cho bác sử dụng. Mà thì các bác lên mã em là bộ tôn mini của Đức đây, thì em sẽ mở ra cho bác xem bộ tôn mini của Đức này, Made in Germany này. Đầu tiên là nó sẽ có một tay lắc một tay để các bác sử dụng để lắp khẩu ở đây. Bên em sẽ có 2, 4, 6, 8, 10 cái đầu khẩu cho bác sử dụng, rất là tiện lợi này cho sử dụng đấy. Các bác có thể lắp vào đây, các bác sử dụng và xoáy này. Ngoài ra sẽ có một cái tô vít đảo chiều, này, bẻ góc 90 độ này, cho bác sử dụng để lắp vít đây, rất là nhiều đầu vít nhá. Cho bác sử dụng đấy, rất là nhiều đầu vít, vít tròn, vít dẹt, vít hoa thị, vít tròn này, đầy đủ cho bác sử dụng. Thì có lên mã cho em là bộ tool mini 38 chi tiết. Đây, một hộp nó rất bé thôi nhưng mà nó rất nhiều công dụng cho bác sử dụng phù hợp với công việc của mình. Thì bác lên mã cho em là bộ tool mini 38 chi tiết. Bộ tool mini 38 chi tiết thì sẽ là 350k. Em đang giảm giá, em đang bán 400k, hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác. Cái bộ tool mini của Đức 38 chi tiết này thì sẽ là 350k cho một sản phẩm bộ tool mini của Đức. Và em sẽ tiếp tục bao ship này. Sau đó bao ship con này rất là tiện lợi cho bác sử dụng, phù hợp với công việc nhà mình, rất là đa năng. Thì bác lên mã em là bộ tool mini 38 chi tiết của Đức thì sẽ là 350k cho một sản phẩm, và em sẽ bao ship luôn cho bác. Mà lên mã em là bộ tool mini của Đức. Tiếp tục là cái sản phẩm ví da này, ví da bò này, ví da bò của Nhật, ví da bò này. Tôi lên mã là ví da. Đây, bên em sẽ có hai màu cho bác sử dụng, hai màu, màu đen và màu nâu cho bác sử dụng, rất là chất. Các bác có thể đựng chứng minh thư này, thẻ căn cước ở đây này, rất là tiện lợi này. Đấy, rất là nhiều ngăn, 3-4 ngăn nhỏ cho bác sử dụng mà để giấu quỹ đen này, quỹ đỏ này đều được. Thì bên trong của nó sẽ có 3 ngăn cho bác sử dụng để đựng tiền này, đựng đồ này. Đấy, ví rất là chất, đường chỉ khâu rất là sắc nét này, không bị một sợi chỉ thừa. Đấy, rất là đẹp này. Thì các bác lên mã xem là ví da thì sẽ có 3 ngăn, 2 ngăn bên trong và 2 ngăn trong, và một ngăn khóa này cho bác đựng. Đấy, thì các bác lên mã xem là ví da thì sẽ có 2 màu, màu nâu và màu đen cho bác sử dụng. Thì em sẽ báo giá luôn cho các bác cái sản phẩm này, thì em báo giá luôn thì sẽ là 200k cho một sản phẩm ví này. Sẽ bao ship này. Thì em sẽ bao ship là từ các bác lên mã trong nào ví da bò thì sẽ là 200k cho một sản phẩm, và em sẽ tiếp tục bao ship cái sản phẩm này cho các bác. Tiếp tục là cái sản phẩm bộ cắt móng tay Đức trắng. Đây, bên em lại về rất nhiều. Các bác phản hồi cái bộ cắt móng tay Đức trắng này rất tốt này, bác nào rất là nhanh tay đặt hàng này. Đấy, rất là nhiều mà em lại bán hết này, hôm nay lại về tiếp cho các bác này. Thì bộ cắt móng tay Đức trắng này thì sẽ có rất nhiều món cho bác sử dụng. Đây, đầu tiên là 3 cây cắt móng tay này, cắt khóe, cắt to nhỏ này, rất là tiện lợi này. Tiếp tục là cái sản phẩm là một cái bộ để các bác lấy, thì em cũng không biết là lấy cái gì, nhưng mà sẽ có 2 cái kéo cho bác sử dụng, 3 cái kéo này to nhỏ này, để cho các bác sử dụng này, rất là tiện lợi này. Ngoài ra thì sẽ có một cái nhíp nhổ dâu này. Đấy, và lấy dây tay và nặn mụn này, rất là tiện lợi cho bác sử dụng này. Đấy, rất là tiện lợi, nhiều món này, rất là đa năng cho bác sử dụng. Thì các bác lên mã cho là bộ cắt móng tay Đức trắng. Bộ cắt móng tay Đức trắng này thì em sẽ báo giá luôn cho các bác. Bộ cắt móng tay Đức trắng này thì sẽ là 180k cho một sản phẩm bộ cắt móng tay Đức trắng, và em sẽ bao ship luôn cho các bác. Bác lên mã cho là bộ cắt móng tay Đức trắng thì sẽ là 180k cho một sản phẩm và bao ship. Tiếp tục là cái sản phẩm bộ lấy dây tay đa năng của Đức. Bộ lấy dây tay đa năng của Đức. Thì các bác lên mã cho là bộ lấy dây tay đa năng của Đức thì sẽ là
70k. Đây có made in Germany, thương hiệu Wailing này, thương hiệu Wailing này. Đấy. Germany, made in Germany, thương hiệu Wailing này, hai thằng người này. Thì bộ lấy dây tay đa năng của Đức thì nó sẽ có 7 cây, 7 món cho bác sử dụng. 2 4 6 7. 7 món cho bác sử dụng để lấy dây tay rất là tiện lợi này, phù hợp này. Thì bác lên mã xem là bộ lấy dây tay đa năng của Đức thì sẽ là 70k. 70k cho một sản phẩm bộ lấy dây tay đa năng của Đức, 70k cho một sản phẩm bộ lấy dây tay đa năng của Đức, rất là đa năng cho các bác sử dụng để lấy dây tay. Các bác lên mã em là bộ lấy dây tay đa năng của Đức sẽ là 70k. 70k cho một sản phẩm bộ lấy dây tay đa năng của Đức này. Tiếp tục là cái sản phẩm vòi sen đơn. Vòi sen đơn đây của Osaka Japan. Vòi sen đơn của Osaka Japan, con này inox bóng này, cho bác về sử dụng rất là chắc chắn, nặng này. Cho bác sử dụng thì con này nó sẽ có hai van khóa nước, hai van khóa nước và hai đầu ra nước cho các bác, rất tiện lợi cho bác lắp vào nhà tắm cho mình này để sử dụng này. Đấy thì các bác lên mã cho em là vòi sen đơn. Vòi sen đơn của Osaka Japan inox 304. Inox 304 chống rỉ sét. Và lên mã em là vòi sen đơn thì sẽ là 230k. 230k cho một sản phẩm vòi sen đơn này. Mà em sẽ bao ship luôn cho các bác. Và lên mã em là vòi sen đơn thì sẽ là 230k cho một sản phẩm. Tiếp tục là cái sản phẩm vòi lượn. Vòi lượn cũng là của một thương hiệu Osaka Japan. Cái thương hiệu này thì rất là nổi tiếng về cái sản phẩm nhà vòi nước rồi, rất là nổi tiếng rồi. Cũng là inox 304 nhá, chống rỉ này. Đấy, rất là tiện lợi cho bác sử dụng. Đấy, tại sao em lại gọi là cái vòi lượn thì nó sẽ cong này, thì em sẽ lên mã là vòi lượn cho nó dễ cho các bác nhận biết, cho các bác dễ hiểu. Thì Osaka Japan này thì bác lên mã cho em là cái vòi lượn. Vòi lượn thì em sẽ báo giá luôn cho các bác. Cái vòi lượn này sẽ có một đầu nước ra, một van nước này, cho bác sử dụng phải lắp vào đầu 21 này. Cái này là sẽ là đầu 21. Bên em tất cả những sản phẩm thì em sẽ đều là đầu 21 ấy, đầu vào 21 ấy cho bác sử dụng. Thì bác lên mã cho em là vòi lượn. Vòi lượn thì sẽ là 130k. 130k cho một cái sản phẩm vòi lượn này của thương hiệu Osaka Japan. Sản phẩm cuối cùng là cái sản phẩm trong video ngày hôm nay là cái sản phẩm cổ chia nước này. Cổ chia nước sẽ có hai đầu chia nước cho các bác sử dụng và một van xoáy nước này. Cho sử dụng inox 304 này, inox chống gì ấy, đấy rất là chất. Đấy các bác lên mã em là cổ chia nước. Cổ chia nước của Nhật, inox 304 SUS304 này thì sẽ có một cái đầu, hai cái đầu ra nước cho bác chia nước này. Đấy, hai cái nguồn chia các bác chia nước để tiện với sử dụng nhà mình. Thì các lên mã xem là cổ chia nước thì em sẽ báo giá luôn. Cái cổ chia nước này thì sẽ là 60k, rất là rẻ. 60k cho một sản phẩm cổ chia nước inox 304 này. 60k cho một sản phẩm. Đấy là những sản phẩm mà em đã lên báo giá cho các bác ở cái video lần này. Thì bác quan tâm và muốn ủng hộ em thì liên hệ đến em qua số điện thoại của Nhật Bã Chí Công này. Thì sẽ là 0967128399 cũng như Zalo số này của em để em tư vấn cũng như là chốt đơn cho các bác. Đấy thì các bác yêu quý em thì các bác cho em xin một like cũng như một đăng ký kênh để đón xem những sản phẩm mà em sẽ tiếp tục lên cho các bác. Cảm ơn các bác đã ủng hộ em suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.